đô la Đàm Thu Trang ra sau sau hơn một tháng ở ẩn. Là người có tiếng, mọi nhất cử nhất động của Cường Đô La và Đàm Thu Trang luôn nhận về sự quan tâm. Vì vậy, khi họ bất ngờ biến mất trên không gian mạng, ai nấy đều phải ngạc nhiên. Đặc biệt là khi cả hai đã ẩn những bài viết trên trang cá nhân, chỉ để lại một số ảnh gia đình. Sau hơn một tháng ở ẩn, giờ đây họ ra sao? Nửa cuối tháng 7 vừa qua, cõi mạng đã không khỏi xôn xao trước những động thái lạ của Cường Đô La và Đàm Thu Trang trên mạng xã hội. Là khi cả hai bất ngờ ẩn một loạt bài viết, chỉ để lại vài tấm ảnh gia đình. Giữa lúc này, thông tin về bà Như Loan, mẹ ruột Cường Đô La gặp biến cũng được chia sẻ rầm rộ. Từ đây mà nhiều người cho rằng động thái lạ của vợ chồng nam đại gia phố núi có liên quan tới ồn ào của mẹ anh. Vào thời điểm mà vợ chồng Cường Đô La có động thái lạ cũng là lúc mà căn biệt thự của bà Như Loan bị lực lượng chức năng ghé thăm. Động thái này được đưa ra trong quá trình mở rộng sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các đơn vị liên quan. Trong đó có sai phạm tại dự án khu đất thuộc 39-39B Bến Vân Đồn, thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, bà Loan bị cho là liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án 39-39B Bến Vân Đồn. Khu đất này có nguồn gốc thuộc sở hữu của nhà nước do Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Bà Rịa, Cao su Đồng Nai quản lý. Tuy nhiên, hôm 30 tháng 5 thì Công ty Cổ phần Quốc cường Gia Lai từng khẳng định đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn từ chủ đầu tư dự án 39-39B Bến Vân Đồn với giá hơn 464 tỷ đồng đúng quy định. Sau khi mẹ ruột gặp biến, chiếc ghế tổng giám đốc của Quốc cường Gia Lai đã có người đảm nhiệm và đó chính là Nguyễn Quốc Cường, tức Cường Đô La. Cụ thể, vào ngày 23 tháng 7, Cường Đô La được bổ nhiệm làm tổng giám đốc thay mẹ. Quốc cường Gia Lai cũng công bố thông tin sẽ tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên lần 2 vào ngày 30 tháng 7. Việc cổ phiếu Quốc cường Gia Lai tăng trần trở lại phiên 29 tháng 7 trong bối cảnh cổ phiếu này đã giảm khoảng 30%. Từ mức 12.250 đồng hôm 12 tháng 7 xuống dưới 6.000 đồng vào đầu giờ sáng ngày 29 tháng 7. Và nhiều nhà đầu tư kỳ vọng Quốc cường Gia Lai có thể khởi sắc sau đại hội đồng cổ đông vào ngày 30 tháng 7 với CEO mới là Nguyễn Quốc Cường. Với lần quay trở lại này, Cường Đô La đã thông báo cụ thể về tình hình tài chính, triển vọng công ty và kế hoạch thu xếp nguồn tiền để trả nợ cho bà Trương Mỹ Lan. Mọi thứ được cho là vẫn trong tầm kiểm soát của doanh nghiệp Quốc cường Gia Lai. Mặc dù Cường Đô La đã lộ diện, song Đàm Thu Trang vẫn là một ẩn số. Cả cô và các con đều chưa từng xuất hiện. Có lẽ ở thời điểm này, họ vẫn cần cẩn trọng hơn bao giờ hết. Kể từ khi kết hôn với Đàm Thu Trang, bên cạnh công việc thì Cường Đô La còn được biết đến là một người đàn ông mẫu mực của gia đình. Anh hết mực chăm lo cho vợ và các con nhỏ. Bên cạnh đó thì Cường Đô La cũng dành nhiều thời gian bên con trai chung với Hà Hồ là bé Subel. Vào những dịp đặc biệt, nam doanh nhân đều dành tặng vợ mình những món quà khủng. Về phía Đàm Thu Trang, cô cho biết sau nhiều năm về chung nhà, Cường Đô La đã có những thay đổi tích cực. Anh là người đàn ông có trách nhiệm hơn, vì đó mà cô tin tưởng chồng tuyệt đối. Hiện tại, những gì liên quan tới Cường Đô La và Đàm Thu Trang vẫn đang nhận về sự quan tâm từ công chúng. Kỳ duyên ở Miss Universe Việt Nam 2024 là chiêu trò hay sự thụt lùi của một hoa hậu. Từ một học sinh trường chuyên tới sinh viên đại học ngoại thương, từ một cô gái xinh đẹp, tự tin và hào quang sân khấu, Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã vượt qua nhiều đối thủ nặng ký để chạm tay tới ngôi vị hoa hậu Việt Nam khi tròn 18 tuổi. Nào ngờ sau đăng quang cũng là lúc Kỳ Duyên vướng loạt lùm xùm đời tư, để rồi 10 năm sau, những tưởng sẽ là một Kỳ Duyên hoàn toàn khác ở Miss Universe Việt Nam 2024, nhưng sao lạ quá. Ngay khi xác nhận tạm gác chiếc vương miện danh giá ở năm 2014 xuống để cho mình một cơ hội thể hiện bản thân, sự tự tin của một beauty queen đủ sắc đủ tài ở đấu trường quốc tế, Kỳ Duyên được coi là chiến binh ngàn máu của Miss Universe Việt Nam 2024. Thế nhưng ngay khi nhập cuộc, người đẹp đã bị soi ra loạt chi tiết lạ. Ở vòng sơ khảo, Kỳ Duyên bị soi khoảnh khắc nói tiếng Anh gây tranh cãi. Thế rồi trong tập 1, Kỳ Duyên bị nhận xét như một quyển sách cũ từ năm 2014, chẳng giống với người có 10 năm kinh nghiệm làm nghề. Thậm chí, Thanh Hằng còn ra lời khẳng định kỹ năng cách quốc của Kỳ Duyên không thuyết phục được cô. Hôm nay, chỉ thấy trà mi hơn Kỳ Duyên, có bóng dáng của beauty queen, có sự uyển chuyển, nhìn quyến rũ, Kỳ Duyên thì hơi cứng, có phần hơi không tập trung. Lúc mà em chụp hình em rất đẹp, nhưng bây giờ phong độ của em đang xuống và với buổi ban đầu casting nó cũng không bằng. Chị nghĩ là khi mình đang tham gia beauty queen thì em nên mềm mại hơn. Biểu cảm bên ngoài của em không biết em đang lo lắng gì mà cảm giác em không có tập trung hết. Hôm nay đứng ở sân khấu, thật sự chưa có hài lòng về Duyên, chỉ đặt kỳ vọng vào em rất nhiều. Trước những gì diễn ra không như ý ngay phần mở đầu, Kỳ Duyên đã nói lên nỗi lòng mình như sau. 10 năm rồi, gấu mới trở lại với sân chơi Beauty Queen, thử thách thật sự đấy, không như những gì mọi người nghĩ đâu. Tâm thế đi thi khác mà môi trường và mọi thứ xung quanh cũng khác xưa nhiều lắm, nên thật sự là em hơi khớp nhẹ, kiểu cần thời gian thích nghi một môi trường vừa quen mà nó cũng lạ quắc ấy.
Em cũng không hoàn hảo, áp lực cũng dữ lắm. Xong, cái bị tâm lý mọi người kỳ vọng ấy, rồi tự làm khó mình. Sơ khảo không ai bắt nói tiếng Anh cơ, mà bình thường có dùng đâu, cũng ráng ngồi viết, xong lên nói như thật. Mà không hay trời ơi. Cô giáo tôi xem xong mắng quá trời, vì không hiểu sao can đảm vậy đó. Thôi, tâm sự là như vậy để mọi người tỉnh táo cùng với tôi, để tôi dần hòa nhập với thế giới này nha. Cũng có động lực dữ lắm, vì biết mình đang không đi trên hành trình này một mình, có rất rất nhiều người bên cạnh, nên Gấu sẽ cố gắng hơn nữa. Mấy friend giờ tôi nha, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, Nam Định, không phải Định, học thêm cái hotel này nữa. Chưa hết đâu nha, đỉnh điểm của sự ý ẻm mách bài Kỳ Duyên khiến một bộ phận khán giả cảm thấy thật sự lo lắng cho hành trình của cô là ở phần thuyết trình. Kỳ Duyên đã tự tin thổ lộ việc chưa từng đọc hết một cuốn sách vì cô là người thực tế. Sẽ chẳng có gì nếu cô ấy nói được hết ý tứ của mình thay vì sự hồi hộp bị lấn át. Và cứ thế, thời gian thuyết trình của Kỳ Duyên trôi qua mà cô chẳng nói được lời nào thêm nữa. Trên trang cá nhân, Kỳ Duyên đã trân tình sự việc như sau. Xin chào mọi người, với status này, Duyên muốn chia sẻ một cách rõ ràng và đầy đủ nhất về phần thi thuyết trình tại tập 2 của Miss Universe Việt Nam với chủ đề Việc đọc sách đã giúp bạn thay đổi cuộc đời mình như thế nào. Dưới đây là toàn bộ ý trong phần thuyết trình chưa trọn vẹn của Duyên tại Setway hôm đó. Có một sự thật là đến tận bây giờ, tôi chưa từng đọc hết một cuốn sách nào vì tôi là con người thực tế, thích tìm hiểu và tiếp thu kiến thức qua hình ảnh âm thanh. Nói về sức khỏe, tôi không cần đọc sách mà tôi vẫn biết để có một vóc dáng đẹp thì việc tập luyện và ngủ như thế nào. Tuy nhiên, kể cả khi tôi có một lối sống lành mạnh, ai cũng sẽ nghĩ tâm thức của tôi luôn ổn định. Nhưng không, tôi có nhiều căng thẳng và đôi khi nó làm cho tôi hoảng loạn. Đến một ngày, tôi gặp được cuốn sách Ikigai đi tìm lý do thức dậy mỗi sáng. Nó thay đổi hoàn toàn tư duy của tôi. Những kiến thức tôi đang có, đúng nhưng chưa đủ để có một cuộc sống trọn vẹn. Ikigai là một lối sống xuất phát từ Nhật Bản. Iki có nghĩa là cuộc sống, gai có nghĩa là giá trị. Mỗi người đều có một Ikigai khác nhau. Nó là cả một hành trình đi tìm hạnh phúc thực sự của cuộc sống và nuôi dưỡng tâm hồn. Tôi đã ý thức được sức khỏe tinh thần rất quan trọng, tôi thấu hiểu bản thân mình hơn. Tôi thừa nhận mình có những yếu đuối nhưng cũng là đủ bản lĩnh để vượt qua. Và giờ đây tôi hiểu rõ được tôi là ai và tôi đến đây để làm gì. Vượt qua mọi thử thách của cuộc thi khốc liệt này bằng niềm vui sống, tôi tìm được Ikigai của mình. Có thể bạn giỏi khi không cần đọc sách, nhưng khi đọc sách chắc chắn bạn sẽ thấu đáo hơn. Và tôi hy vọng bạn cũng sẽ tìm được Ikigai của chính mình. Xin cảm ơn. Thật sự cũng không biết vì sao, khi nói được hai câu đầu tiên của bài thuyết trình thì mọi ý trong đầu Duyên chạy đi đâu hết. Lúc bình tĩnh lại ra lời phỏng vấn với biên tập tại Setway thì Duyên có chia sẻ lại nhưng đoạn này không được lên sóng. Lỗi lớn nhất là ở Duyên, chưa đủ mạnh mẽ để vượt qua áp lực ở chặng đầu này của cuộc thi để dẫn đến những hiểu lầm, những thông tin chưa chính xác. Duyên xin ghi nhận tất cả những ý kiến đóng góp và tiếp tục cố gắng hoàn thiện bản thân hơn nữa. Duyên xin cảm ơn và chúc mọi người nhiều sức khỏe, bình an. Trước những gì đang diễn ra, Duyên cứ mận đã chia nhiều luồng tranh cãi. Người thì cho rằng Kỳ Duyên đích thị là con cờ truyền thông của chương trình bởi họ không tin cô ấy tệ đến vậy. Song cũng có ý kiến cho rằng Kỳ Duyên thậm chí không hề tiến lên mà cô ấy thụt lùi sau 10 năm đăng quang Hoa hậu Việt Nam. Còn bạn, quan điểm của bạn như thế nào? Hãy bày tỏ để Ibis được biết với nha! Bí mật phía sau bức ảnh hẹn hò chấn động của Song Hye Kyo, Suzy. Thân kém nhau đến 11 tuổi, lại là tiền bối hậu bối trong nghề, cũng chẳng mấy khi tương tác cùng nhau. Ấy vậy mà một ngày đẹp trời, Song Hye Kyo và Suzy lại khiến công chúng chao đảo khi đi hẹn hò và thậm chí là về nhà nhau chơi với hàng triệu lượt tương tác trong khoảnh khắc hiếm có khó tìm này. Tình bạn của Song Hye Kyo và Suzy đang là chủ đề được nhiều người quan tâm, bởi từ trước đến giờ họ chưa từng lộ mối quan hệ thân thiết đến vậy. Không để người hâm mộ thảo luận đơn phương quá lâu, Song Hye Kyo mới đây đã lần đầu nói về tình bạn với Tình Đạo Quốc Dân, chẳng là trong cuộc phỏng vấn với Elle Korea. Đại minh tinh xứ Hàn tiết lộ, gần đây tôi đã trở nên thân thiết với Suzy. Sau khi sự kiện in dấu tay người chiến thắng giải rồng xanh, cả hai cùng đến nhà tôi và dành thời gian bên nhau. Sau đó cũng có lễ trao giải và chúng tôi lại tiếp tục gặp gỡ, trò chuyện rồi tạm biệt. Ghê chưa? Theo đó, Song Hye Kyo và Suzy quen biết nhau khi cùng tham gia phim Everything Will Come True sẽ lên sóng trong năm nay. Trong phim, Suzy thủ vai chính, còn Song Hye Kyo sẽ có màn xuất hiện đặc biệt. Từ đây, tình bạn đặc biệt của hai mỹ nhân đình đám xứ Kim Chi được hình thành. Cụ thể, quá trình hẹn hò của họ như sau. Vào ngày 22 tháng 6, loạt khoảnh khắc hẹn hò của Song Hye Kyo và Suzy lan truyền chóng mặt trên cõi mạng. Hai mỹ nhân đình đám cùng đi chơi và chụp ảnh cho nhau. Ngay lập tức, chủ đề này đã gây bão trên mạng xã hội, bởi từ trước đến giờ, Suzy và Song Hye Kyo chưa từng có tương tác công khai nào. Thế rồi, bài viết về ảnh hẹn hò của Song Hye Kyo và Suzy nhanh chóng leo top cổng thông tin Naver với sự hưng phấn của các fan. Chưa hết đâu nha, đôi mỹ nhân còn tiếp tục gây chú ý khi cùng tham dự sự kiện in dấu tay người chiến thắng rồng xanh vào ngày 25 tháng 6. Cả hai đã vui vẻ trò chuyện, tạo nên khung hình chung gây bão mạng xã hội một lần nữa. Hậu tham dự sự kiện, cả hai tiếp tục hẹn hò tại nhà của Song Hye Kyo. Suzy và Song Hye Kyo ăn mặc đơn giản, không trang điểm cầu kỳ, song vẫn vô cùng xinh đẹp luôn nha. Oh my god! Wow! Tình bạn là vậy, còn tình yêu hiện tại của Song Hye Kyo thì sao?
trong một bài phỏng vấn mới đây, khi được phóng viên đặt câu hỏi về thứ mà Song Hye Kyo đang yêu thích trong thời gian này, người đẹp vui vẻ trả lời: "Tôi vừa mới kết thúc quay phim không lâu, vì vậy mà gần đây tôi đang nghỉ ngơi và có những khoảng thời gian vui vẻ với bạn bè. Khi bắt đầu một dự án mới, tôi thường không có thời gian rảnh và ít khi gặp gỡ bạn bè. Hiện tại, tôi không cần phải lo lắng nhiều về công việc, vì vậy tôi đang tận hưởng thời gian riêng tư một cách hạnh phúc." Bên cạnh đó thì người đẹp cũng bày tỏ: "Tôi là người cần có thời gian riêng cho bản thân mình. Khi tôi ở một mình, tôi xem phim, nghe nhạc, lau dọn nhà cửa, chăm sóc chó và đi dạo, tận hưởng thời gian riêng của mình. Khi tôi ở cùng bạn bè, tôi hoàn toàn tập trung vào họ và thời gian trôi qua một cách vui vẻ." Song Hye Kyo cũng cho biết đây là khoảng thời gian vui vẻ, thoải mái mà sao nữ hiếm hoi có được. "Gần đây, tôi không có gì phải lo lắng, tôi cảm thấy rất bình yên. Tôi nghĩ đây là khoảng thời gian tốt nhất, không có gì cần phải lo lắng." Cũng ngay trong buổi phỏng vấn này, mối quan hệ với đàn em Suzy một lần nữa được đề cập và Song Hye Kyo phản hồi như sau: "Gần đây, tôi và Suzy cũng trở nên thân thiết hơn. Vì vậy, sau sự kiện lễ in dấu tay giải truyền hình Rồng Xanh 2024, chúng tôi cũng đã dành thời gian tụ tập tại nhà tôi. Lần gần đây cũng vậy, chúng tôi có cùng lịch trình tại lễ trao giải Rồng Xanh nên cũng đã gặp nhau vào ngày hôm đó. Chúng tôi gặp nhau, trò chuyện và sau đó tạm biệt nhau. Bạn nghĩ sao về cuộc sống hiện tại của Song Hye Kyo?"